Nó cái hình cái tiếng luôn. Vâng. Có khách thì mình làm thôi, còn gia đình thì vậy. Khách làm thêm mấy món nữa. Bé thôi là một ít thôi. Vâng. Cơ bản nhất là cái hôm qua mình ra lên tận bộ tắt lên. Và mất là sáng nay đấy. 6 giờ sáng, 5 giờ, 5 giờ. Gần 6 giờ rồi. Ai nhớ?
kia đường này, bên này nghe. Không, anh nghĩ là con đê quốc 1, đây còn rẽ đi Hà Nội luôn đường cũ, anh bên này. Đi đường này này. Đường cao tốc. Và cao tốc Hoa Ngâu này, kia là đây là đi đường 1, đây cầu rẽ đấy. Đây mình đến Pháp Vân ở đây. Vé ra ngoài hay nó bỏ à? Có chứ, thế à? Bây giờ là mình phải giảm tiền. Đây chắc là Đại Xuyên chứ. Xong xuống kia thu nữa. Cái này về Hà Nội chị nhỉ? Và đi cao tốc rồi đấy, đấy con vòng xuống.